Xin chào cả nhà, em lên sóng phục vụ các bác cái chiếc máy lọc khí Panasonic ngon bổ rẻ bền đẹp. Cái thời điểm năm nay lọc khí nó phải nói là rẻ như cho các bác nhé. Thời điểm này các bác tranh thủ sắm cho nhà mình mỗi phòng một chiếc. Năm ngoái cái chiếc này là 3,5 triệu đầu năm ngoái các bác. Bây giờ 1,5 triệu các bác này, 1,5 triệu nhá cho một con lọc khí mặt dâng cánh vẫy của Pana dòng, nếu nói về 50 con này tại thời điểm nó sản xuất nó là cái dòng VIP. VIP nhất các bạn ạ. Đây. Đầy đủ các cái khóa trẻ em, hẹn giờ, báo phần trăm đồ ẩm, eco với các thứ các kiểu. Đây. Quá rẻ cho một cái máy lọc khí. Ngon bổ rẻ lành bền. Chuẩn luôn. Đây. Các bác nào phòng tầm khoảng 20-25 mét, dưới 30 mét thì các bác cứ lấy cho em con này. Đây. Con máy mặt dâng như vậy. Con này màng hay vazin theo máy còn rất là đẹp. Đây. Vazin theo máy các bác nhé. Đây. Rất là sáng luôn, than hoạt tính dày, một con máy nói chung là thời điểm này quá là rẻ. Để lắp giờ phải lắp xuống như này. Đấy. Quá là rẻ các bác ạ, 1,5 triệu thôi, các bác bỏ ra một số tiền nho nhỏ mình mua cái máy về bảo vệ sức khỏe gia đình. 1,5 triệu cho một cái chiếc máy lọc khí Panasonic khá là ổn. Phòng dùng cho phòng loanh quanh khoảng 20-25 mét vuông. Thời điểm này lọc khí nó quá phổ cập. Người mình, người Việt mình kinh tế thì nó hạn hẹp hơn nước ngoài, cho nên mình cứ dùng hàng bãi. Ra bản chất của nó, cái máy lọc khí thì nó cũng không có cái gì, về bên em vậy tháo vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đấy. Đầu bên áp điện 220V cắm thẳng điện lưới Việt Nam mình cho nó dễ dùng. Yeah. Thông số tem mát đời 2011 5134 series các bác nhé, 43W, loanh quanh phòng khoảng 30 mét, lùi 20-25 mét. Đấy, các bác dùng phòng càng nhỏ thì lọc càng nhanh, bù ẩm. 1,5 triệu bây giờ thì nó thật quá là rẻ so với đồng tiền giá trị bây giờ rồi. Mà tổ ẩm còn khá là ok các bác nhé. Con này toàn bộ zin hết, từ màng độ ẩm đến màng HEPA tất cả zin. Các bác nào có nhu cầu các bác chốt con này các bác ủng hộ bên em nhé. Đầy đủ full tính năng, phiên bản máy nhỏ của con VXG 70. Hai con, hai anh em. Chào các bác.